giờ đó các bạn. Và chúng ta dạy cái câu này chính là câu 37 ở trang 151. Thì các bạn có cần cô hỗ trợ câu nào nữa thì các bạn cứ gửi câu hỏi xong các bạn đợi cô nha, rồi cô sẽ làm cho các bạn, cô trả lời ngay cho các bạn. Rồi, sau khi mình đọc đề của cái câu này á thì chúng ta thấy A là A lớn này cao, A nhỏ là thấp nè. B lớn đỏ, B nhỏ trắng nè, D lớn là tròn, D nhỏ là dài nè. Xong đề nói mình á là cho một cái cây P mà nó dị hợp ba cặp gen nó tự thụ phấn. Cái cô viết lại như thế này nhé em. À, xong đề nói á là thu được 8 kiểu hình, trong đó thấp trắng dài chiếm. Thì có phải là khi mà mình đặt cái chỗ quy ước gen đó, mình thấy thấp thì A nhỏ mà trắng là B nhỏ và dài là D nhỏ D nhỏ. Và theo đề thì nó chiếm là 1%. Đó. Thì á, khi chúng ta thấy bài toán này có 3 gen thì chúng ta tự nhẩm trong đầu, chúng ta nghĩ rằng là có thể là 3 gen này nó nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Cũng có thể là tụi nó nằm khác nhiễm sắc thể. Cũng có thể là 3 gen nằm trên 3 nhiễm sắc thể khác nhau, mà cũng có thể là 3 gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể. Rồi bây giờ các bạn nha. Các bạn có thấy rằng cái này, nếu mà ở trong một cái trường hợp gọi là 3 gen mà cùng nằm trên 3 nhiễm sắc thể, tức là nếu bài này phân đi độc lập. Nếu phân đi độc lập á thì cái tỷ lệ gọi là thấp trắng dài này nè. Nó phải bằng nhiêu nào? Bằng nha. Em làm từng cặp một, A lớn A nhỏ là A lớn A nhỏ thì A nhỏ là 0,25. Và tương tự B nhỏ 0,25, D nhỏ cũng là 0,25. À, vậy thì khi mà mình nhân vào á thì nó ra một cái con số là 1/64, nó không phải là 0,01. À, vậy từ đó thì cô suy ra bài này không thể nào là phân đi độc lập được, phân đi độc lập là bậy bạ hết. À, vậy chúng ta bỏ qua cái trường hợp nó phân đi độc lập. Thế thì khi nó không phân đi độc lập như vậy thì nó sẽ rơi vào trường hợp này, hoặc là ba cái gen đó nó nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. À, nhưng mà chỗ này á, là cô nói nhỏ nhỏ các bạn nghe á, nè khi ba gen nằm trên một nhiễm sắc thể như vậy thì nó không thuộc phạm vi của trung học phổ thông, vì vậy cô vứt ra xó luôn đi. À, bây giờ chúng ta nói trường hợp tiếp theo này, hai gen trên một nhiễm sắc thể còn một gen trên nhiễm sắc thể còn lại. À, thì cô chia cho các bạn ba cột chưa, cô chia một hai ba cột này. Cái cột thứ nhất này á thì ta giả định rằng á là gen A nó nằm nhiễm sắc thể rồi, còn B, D là chung một nhiễm sắc thể. Cái cột giữa này cô giả vờ như là B nó nằm riêng và cái cột cuối là D nó nằm riêng. Vậy thì cô làm mẫu một cột, xong rồi hai cột kia các bạn tự nhìn vào bài của cô rồi các bạn tự viết, tự nghĩ trong giấy nha. Với cột thứ nhất này, A nó nằm rời này. Đề nói với mình là thấp trắng dài chiếm 0,01. Thì A nó nằm rời cho nên A nhỏ chiếm 0,25. Cho A lớn A nhỏ là A lớn A nhỏ thì A nhỏ chiếm 0,25. Cái cặp B nhỏ D nhỏ trên B nhỏ D nhỏ mình không biết nên cô để vậy. À, và nhân hai cái đứa này vô thì được 0,01 như đề. Từ đấy cô tính được B nhỏ D nhỏ trên B nhỏ D nhỏ là 0,04. Thì B nhỏ D nhỏ sẽ là 0,2. Và vì B nhỏ D nhỏ nó là gieo tự hoán vị cho nên P của mình lúc này á nó phải là dị hợp chéo. À, thế thì đề lại cho mình một cái dữ liệu nữa. Các bạn có thể nhìn lại đề chỗ này nè. Đề nói ở F1 của mình á là cái thấp đỏ tròn á là chiếm. Chiếm 13,5% ha. Đây. Vậy bây giờ cô tiếp là thấp đỏ tròn chiếm 13,5%, mà thấp là A nhỏ, đỏ là có B lớn và tròn là có D lớn. Cô khoan D, B với D tại vì nó nằm trên một nhiễm sắc thể. Ha, từ đó cô tính được B lớn gạt D lớn gạt là bằng cách cô lấy 0,135 này cô chia cho cái A nhỏ. Mà cái A nhỏ nó chính là 0,25 mà. Cho nên cô lấy 0,135 cô chia 0,25 thì cô được B lớn gạt D lớn gạt là 0,54. Từ đấy B nhỏ D nhỏ trên B nhỏ D nhỏ là 0,04. Thì ta thấy nó khớp nhau ha. Thì khả năng là cái này nó đúng. Đó. Vậy bây giờ cô làm tiếp như B như vậy. Thì khi cô giải ở trên á, thì cô được là cái đồng hợp nặng này là 0,04. Nhưng giải theo cái dữ liệu ở dưới thì nó lại 0,07. Nó không khớp nên ta bỏ.
Tương tự như vậy, với trường hợp cuối này nó cũng không khớp nên ta bỏ. Vậy ta lấy trường hợp A là trường hợp đúng. Từ đó kiểu gen của P của mình sẽ là thế này. À, kiểu gen của P là như thế này, nhưng mà phép biểu 1 á nó cho mình ba kiểu gen lo lại. Phép biểu 1 cho ba kiểu gen. Thì phép biểu 1 sai. Tại vì chỉ có một cái loại này nó mới đúng thôi, còn hai đứa kia đâu đúng được đâu, nên một sai. Xong rồi phép biểu 2 nó hỏi mình tần số hén vị gen ha. Thì chúng ta tìm được tỷ lệ gieo tử B nhỏ D nhỏ là 0,2. Tần số hén vị gen sẽ gấp đôi gieo tử hén vị thì 0,4, cho nên C là đúng. Phép biểu 3 nói keo đỏ tròn dị hợp 3 cặp gen chiếm 10% thì nó dị hợp tử 3 cặp nên cô ghi đây nè. Thì E lớn A nhỏ là 0,25 ha. Còn cái thằng dị hợp này á thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là B lớn D lớn gặp B nhỏ D nhỏ. Khả năng thứ hai là B lớn D nhỏ gặp B nhỏ D lớn. Tuy nhiên hai gieo tử là khác nhau cho nên em phải nhân đôi lên, bởi vì trường hợp thứ nhất là B lớn D lớn đến từ bố, B nhỏ D nhỏ đến từ mẹ. Trường hợp thứ hai là ngược lại, B lớn D lớn đến từ mẹ, B nhỏ D nhỏ đến từ bố. Xong thế số mà thôi ha. Vậy phép biểu sai. Và cô làm tương tự, các bạn đọc đáp án.